Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng, chuyển sang phần thông tin xin khai thị. Ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con nhận được hai trường hợp đã đăng ký với ban tổ chức từ trước, đó là camera Đức Hạnh và camera Nguyễn Ngọc Diễn, và xin camera của đạo tràng Tùy Duyên Quảng Ninh sẽ lùi lại vào buổi sau vì có một ca khai thị gấp. Và trước khi vào phần thông tin xin khai thị, chúng con nhận được một tin vui vãng sinh. Chúng con xin chia vui cùng với toàn thể đại chúng. Con kính nhờ ban tổ chức chuyển tới hình ảnh của camera Tâm Hạnh. Xin gia đình nhà trực tiếp và đọc lời tri ân ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Diệu Âm cùng ban tổ chức đường râm thế giới hộ niệm, con Thích Nữ Giác Hiền cùng ban hộ niệm A Di Đà Tân Hải xin có lời tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên Thích Nữ Giác Hiền cùng ban hộ niệm A Di Đà Tân Hải. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban tổ chức, gia đình chúng con, ban hộ niệm xin chân thành tri ân đến giáo phẩm tăng ni, thầy Diệu Âm cùng ban tổ chức. Vừa qua gia đình chúng con có người thân là Thượng tọa Thượng quản Hạ Nhàn, 71 tuổi, xuất gia tu hành tại chùa Cam Bình Tự, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Khi lâm bệnh, gia đình chúng con đưa thầy về nhà chăm sóc. Bệnh nặng không còn cách chữa trị nữa. Chúng con hợp bàn cùng với Thượng tọa mời ban hộ niệm A Di Đà Tân Hải, thị xã La Di, Bình Thuận về cộng tu niệm Phật hộ niệm cho Thượng tọa. Thượng tọa rất hoan hỷ, quyết tâm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thượng tọa cũng được lão cư sĩ Diệu Âm chia sẻ pháp môn hộ niệm khi còn tỉnh táo. Ngày 21 tháng 11 2022, thầy rất hoan hỷ niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho đến ngày 2 tháng 2, ngài bỏ ăn, bỏ uống nhưng ngài vẫn niệm Phật. Đến ngày 7 tháng 2, 2023, ngài hôn mê một ngày một đêm. Ban hộ niệm tiếp tục khuyến tấn nhắc nhở ngài. Đến ngày 8 tháng 2, trước khi xả bỏ báo thân 15 phút, ngài tỉnh táo mở mắt to nhìn hình Phật. Rồi ngài niệm Phật ra tiếng cho tới hơi thở cuối cùng. Cho đến lúc lâm chung được 3 giờ đồng hồ, cũng có nhân duyên lành được lão cư sĩ khai thị. Khi lâm chung một lần nữa, ngài buông bỏ báo thân vào lúc 15 giờ 30 ngày 8 tháng 2, 2023, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão. Chúng con cùng ban hộ niệm liên tục niệm Phật được 12 tiếng đồng hồ. Hộ niệm xin ngài sơ thâm thoại tướng, toàn thân lạnh, tay chân mềm mại, gương mặt tươi hồng và mỉm cười. Chúng con phát tâm niệm thêm 3 tiếng đồng hồ nữa. Gia đình chúng con đưa ngài về chùa lo hậu sự. A Di Đà Phật. Gia đình chúng con quá đỗi vui mừng đến rơi nước mắt. Từ trước đến nay, chúng con chưa thấy người nào lâm chung mà có thoại tướng tốt đẹp như vậy. Qua đây cũng là tạo một niềm tin cho chúng con. Một đời này quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đại cứu tinh trong thời mạt pháp này. Những ai có tín nguyện hạnh niệm Phật, thượng căn niệm Phật, hạ căn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đều được thành tựu. Một lần nữa,
Chúng con thành kính tri ân đến lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban tổ chức đã tạo nhân duyên lành và giới thiệu pháp môn hộ niệm này đến với những người hữu duyên niệm Phật được vãng sanh, như thượng tọa là một minh chứng, là một biểu pháp. Mong hết thảy chúng sanh đừng nên nghi ngờ mà nên phát tâm tín sâu nguyện thiết cầu vãng sanh. Hãy niệm câu A Di Đà Phật. Qua đây con cũng xin thành kính tri ân một, ban hộ niệm A Di Đà Tân Hải thị xã La Di; hai, và ban hộ niệm An Lạc Bình Châu; ba, là ban hộ niệm An Lạc Lâm Đồng và nhóm cộng tu đảo Phú Quý. Dù đường xá xa xôi hiểm trở nhưng cũng đến kịp thời để hộ niệm và tiễn đưa thượng tọa của chúng con về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con, gia đình chúng con thành kính tri ân và tri ân Nam Mô A Di Đà Phật. Đại chúng cho một chào pháo tay lớn từ cả thiện đây công đức của sư cô và đại diện của gia đình, cũng như là đặc biệt là của ban hộ niệm và cũng như gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật, thật là bất khả tư nghị. Kính thưa toàn thể đại chúng, thượng tọa đã để lại một thoại tướng làm tăng trưởng cho niềm tin cho tứ chúng đồng tu và đặc biệt là chúng con trên bước đường tu hành. Kính thưa đại chúng, hàng ngày nhờ phương pháp hộ niệm vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mà trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam có nhiều người hữu duyên đã đoạn ly sinh tử, đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Kính xin các ông, các bà, các cha, các má, các anh, các chị hãy lan tỏa phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh để từng người, từng người, từng nhà có nhiều người được đoạn ly sinh tử, đi về Tây Phương Cực Lạc, vượt qua lục đạo luân hồi, tiến thẳng về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.